làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có 5 vị, bánh có hình vòng ngon mê ly, sô cô la trắng, đen, cam cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vòng, thơm thơm ngon tới 5 vị, nghe là thấy độc nhất vô nhị, chỉ có thể là bánh đột quỵ. Đột quỵ đột quỵ donut, đột quỵ đột quỵ donut, đột quỵ đột quỵ donut, đột quỵ đột quỵ donut. Lấy ra cái bánh đột quỵ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi, đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mắt nè, anh mình cùng anh thả ga, đoán xem nào, dâu cam hay sô cô la? Đột quỵ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đột quỵ donut, nhà mình ngập tràn với năng lượng. Đột quỵ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đột quỵ donut, nhà mình ngập tràn với yêu thương. Yeah, yeah. Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn